Hello boy, khỏe không tất cả anh em, Dũng Senpai này. Chào mừng quay trở lại với Subnautica Below Zero tập 4. Ui giời ơi, đáng lẽ là mình đã có video ngày hôm qua rồi, nhưng mà mấy hôm nay mình đã khá là bận vì có một vài việc đột xuất. Nếu mà không vì mấy cái việc đấy thì chắc là tôi cũng đã gọi là nâng cấp cái nhà lên cho nó xịn hơn xíu. Nhưng mà thôi, hôm nay anh em ta chưa vội nâng cấp nhà nha. Để bữa sau đi chứ xây nhanh quá thì nó lại hơi chán. Cứ từ từ các bác ạ, chúng ta còn nhiều tập mà. Vì vậy hôm nay anh em mình sẽ phải tập trung khám phá những cái địa điểm, nhất là cái địa điểm này này. Đây là cái chỗ mà mình muốn qua lâu lắm rồi này mà mãi chưa qua được. Trời ơi, lần trước nó đi con robot nó sướng gì đâu ấy các bác ạ. Vậy sao mà mình muốn đi con Jin nữa nhở? Các bác biết sao không? Tôi muốn xây một cái đường ống. Một cái đường ống ra cái khu vực sâu sâu này, xong xuống dưới độ sâu mấy trăm mét kia dưới luôn. Đấy, ngắm cảnh cho nó đẹp. À đúng rồi, hôm qua anh em tập kiếm được nhiều đồ lắm nha. À tức là tập trước chứ không phải hôm qua. Đây chính là cái này. Chúng ta có cái này có nghĩa là chúng ta sẽ chế được một cái rất là quan trọng, đó là cái synthetic fiber. Nhắc tới với cái từ tiếng Anh này, mình sẽ cố gì cho anh em mấy cái chữ này nghĩa là gì. Đây là một cái loại tấm như kiểu tấm vải ấy, nhưng mà chất lượng nó rất là cao, nó cần ruby với lại một cái miếng từ một cái loại hoa màu đỏ. Đây chính là miếng này, hôm qua mình cắt, tập trước mình cắt một đống luôn. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị chế đồ đạc đầy đủ cái đã. Chúng ta sẽ tiếp tục đi khám phá nha. Và một lần nữa cảm ơn này rất là nhiều đã ngộ series xúc nào tất cả, thậm chí nó còn lên tác thịnh hành luôn này mà. Được rồi, và mình sẽ không phụ lòng này, mình sẽ làm cái series này hay nhất hết cỡ, tuyệt vời nhất hết cỡ, thú vị nhất hết cỡ. Mình vừa tìm hiểu làm cái Xenowood, mà cái từ mà mình rất là nghe hay Sam hay nhắc tới Xenowood, nó là một cái công ty. Cái công ty này là được Atera mua lại. Atera là một cái công ty lớn hơn nữa. Công ty Xenowood là công ty mà mình đang làm việc. Mình là Robin đấy nha, nhân vật trong Subnautica Below Zero này. Đây là cái bình oxy mà nó như kiểu là nó có thể đẩy mình đi tới trước được ấy. Di chuyển tới trước cực nhanh, nhưng mà nó sẽ dùng oxy để tiêu tốn năng lượng. Cũng được. Mọi người có vẻ là đang hóng cái series này hơi bị nhiều, nhưng mà các bác biết sao không? Chúng ta phải xem với một tốc độ hơi chậm chậm lại một xíu. Ý là mình nói những người xem ấy, chứ các bác đừng có hóng quá nhiều. Nó sẽ dễ bị gây chán. Ví dụ như là nếu mà một ngày mình ra một video nha, thì vừa chất lượng mình lại bị giảm xuống này, tại vì thời gian làm nó cần phải nó cần nhiều hơn, mà lại vừa đỡ cho anh em xem nó bị chán. Vì vậy là 2 ngày một cái video là hợp lý rồi các bác ạ. Rồi, chế được rồi. Lên gắn cho nó luôn. Ủa? Bắt đầu nó đi được 400m. Có khi nào mình chế bị trúng không ta? Rồi, gắn vào. Đấy phải không? Ồ! Bây giờ nó xuống tận 600-700m luôn rồi. Ui, xịn quá anh em ơi. Nó nói. Để xem là chúng ta còn có thể chế được cái gì nữa này. Aerogen này mình chế được này, mình có ruby này. Cái viên gel sát kia mình cũng có luôn. Quantum locker. Các bác biết cái này nó là cái gì không? Nó là một cái tủ đựng đồ mà nó có thể di chuyển được. Tức là mình để đồ ở cái thùng này, xong mình qua cái thùng kia cách đó 1000m vẫn lấy được đồ. Đấy, thế nó mới hay. Thế nó mới đáng sử dụng một Ion Cubi. Một cái nguyên liệu cực kỳ quý hiếm. Đây rồi, nâng cấp cho Citrus đi sâu hơn nữa. Phiên bản 2 rồi các bác ạ. Tốn nhiều thế nhỉ. Thời tiết đang khá xấu. Ngoài trời, ngoài nhà mình cũng đang mưa luôn. Trời ơi, mưa liên tục cả ngày vậy. Đây rồi. Ui. Nhìn thấy không anh em? Đấy, và chúng ta sẽ gắn con robot ở ngay phía sau này. Đây, con robot tôi gắn lên cho anh em coi thử này. Đấy. Xong. Rồi, ra như nào? à, ra luôn rồi. Đây này. Bây giờ mới đích thực là Jin Sakai các bạn. Chà. Chất thực sự. Bao nhiêu? Nó sẽ lên được bao nhiêu mét? Nó sẽ xuống được tận 650m. Trời. Xa phết đấy. Ok nha hai bé. Rồi, nước đầy đủ, thức ăn đầy đủ, đồ đạc sẵn sàng.
Bây giờ đi thôi nha các bác. Chà, bữa sau chúng ta sẽ tiếp tục xây nhà. Bây giờ anh em mình sẽ qua khu vực Pilot Last Known Position 1000m. Đáng lẽ là qua đây lâu rồi nhưng mà bây giờ mới có dịp qua này. Hai chỗ này chúng ta sẽ để sau nha. Bây giờ là dẫn hai bé đi luôn. Đang trong lúc đi qua đây thì anh em ta sẽ đọc lại tin nhắn của Sam thử. Sam này, đây này. Tin nhắn thứ tư của Sam. Hey Robin. I'm sorry my last message was so awful. I've been under a lot of stress. Stress sure what's going on with anything. I can't really talk about it either. Oh. Oh, and I'm definitely not dating anyone on this water planet. Don't know what I was thinking there. Have I told you how cold it is here? Get this. I can't even get my wash and go dry before the wind freezes the moisturizer in my hair. Wild, right? Lạnh lắm, hả? Well, anyway, I'm sure you're mad at me after what I said. But I could really use a friend. You're my sister. I love you. I'm sorry. Sam nói là khu vực của Sam đang ở rất là lạnh, có nghĩa là Sam đã lên cái hành tinh này rồi. Cái này đáng lẽ mình phải biết lâu rồi mới đúng. Really use a friend à? Nó có nghĩa là gì ta? Đang lợi dụng á, có nghĩa là cô đang lợi dụng một người bạn á. Đây chỉ là tin nhắn mà Sam gửi lại cho mình một khoảng thời gian khá là lâu trước rồi cơ. Còn mình thì Sam thì đã chết rồi các bác ạ. Ôi ôi, đi qua đây là không ổn rồi. Đi qua đây mà cầm con tàu này là lát bị nó cắn tơi tả luôn quá. Đây lithium nhiều ghê. Mà mình cảm giác như là con tàu bị nó đi hơi chậm ấy này mà. Phải là do nó nặng quá không ta? Ôi, có một cái rãnh đi xuống này. Cái rãnh này sao thấy không thấy sâu lắm không? Đây. Ui, căng chưa? Rồi con cá voi bự chưa kia? À, đây là khu vực mà cái đoạn cuối của cái tập 3 anh em ta đi qua này. Nó có cái dây gì đây? Bự vậy. Cá voi kìa, đẹp không? Tôi phải lên quét nó anh em ạ. Phải lên quét nó. Tôi không thể bỏ lỡ cơ hội đặc biệt này được. Đứng yên đó em trai, đứng yên đó. Ôi thôi chết. I'm so sorry. Đứng yên đó em, đứng yên đó, đứng yên đó. Đừng di chuyển. Ui nó to ghê anh em ạ. Đẹp ghê. Glow well. Cá voi phát sáng. Hay cực. Không biết nó có giống hồi trước không ta. Giống hồi trước có nghĩa là mình có thể bám vào sau lưng cũng được không. Damn. You so cool. Đẹp quá các bác ạ. Thật ra nha. Chỗ này đỉnh ghê. Cái gì dưới kia kìa. Này nó có một cái gì đấy này. Để xin nhau xin là quét con này thử. Lily Paddle. Ấy. Chết. Ôi. Phê cân rồi. Quét được không? Ôi quét được rồi. Ui dồi ôi, cái gì vậy? Cái gì bừa vậy? Đi về. Ủa sao con tàu tôi nó xa vậy? Ở đâu rồi? Ủa tàu tôi đâu? Đây à. Trời ơi, nó nằm dưới này mà ban nãy bị phê cần chứ cứ thế nằm ở trên chứ. Bữa thực sự. Lên mấy cái phía này thử xem có gì đặc biệt thế này không. Không, cái phiến đá to siêu bự này. Nó như kiểu là một cái hòn đảo nổi luôn đấy các bác. Đẹp cực. Đây à, 219m ngay dưới. Cái chỗ này sao có cái đường đi vô này. Phải không? Ừ. Ừ
đúng rồi, ở trong kia nó đi vô được, đợi xí nha. Tôi nó vào đây tôi xem tôi. Trong này có cái gì trong ấy? Có gì trong này không? Table call cái này có rồi. There is a large anomalous mass of rock that has broken away and risen above the surrounding terrain. Một lượng lớn đá, đất đá hả? Ủa, chỗ gì đây? Hay vậy? Lạ phết, lạ phết. Mình tới rồi này. À, đây là cái khu vực phát hiện cuối cùng. Thông tin tín hiệu phát hiện đây là cái khu vực cuối cùng mà cái bà kia đi tới hay là gì đó. Rồi rồi rồi, mình nghĩ là bây giờ chúng ta lấy con Sakai đi xuống được rồi đó. Đi hơn nào em. Đến lúc mình chơi đó. Let's go. Xuống thử. Xuống sâu tầm 700 mét lần mà. Thôi thử, trong này có gì. Ui, đẹp thế. Hả? Có gì đây nè. Bình oxy cực bự. Bình oxy loại xịn luôn. Mà nó cần tới 3 mét lần. Green Ternion. Loại nấm gì đó. Nấm hình cái trứng chiên. Nấm hình trứng chiên nữa. Ấy đừng nha em. À nó cho mình. Thank you. Dễ thương quá. Cảm ơn. Yeah. Lily Park. Ủa, nhạc hay ghê. Hay đó. Xuống này, đi xuống sâu lắm các bác ạ. 200 mấy mét rồi. Có cái cánh tay gì đây này. Một loại Prosuglaptinam đây rồi. Đây chính là cánh tay nhện. Cánh tay robot nhện. Bắn tới, chụp lấy cái bức tường, di chuyển tiếp. Cái tay này giúp mình di chuyển cực nhanh luôn đấy. Là lần sau mình đi mình không cần đem con Jin đi luôn. Ui nhìn này các bác. Ta sao? Hello. Hello. Titan Neon, thank you. Ui sâu vậy. Rộng ghê gớm luôn đấy. Hai cái tựa game này đỉnh thực sự anh em ạ. Dưới này này, dưới này sâu cực. Lắm luôn á. Đây này này, đi xuống rồi. 290 mấy mét rồi này. Ui. Quá. Wow. I can visualize the location where we will find an important component for my body. The image is crazy, but I am sure it is correct. A stark surface landscape, dangerously cold. Cực kỳ lạnh. Spires stretch to the sky. Những cái gai gọi là đâm lên trên bầu trời luôn. Cái nơi mà nghe cực quen các bác ạ. Một cái nơi mà nó cực kỳ lạnh. Nó có những cái cột băng, những cái gai băng mà đâm thẳng lên bầu trời. Anh em nghe cực này có quen không? Cực quen luôn, quét cái chỗ này các bạn này. Marine Live. Cái máy đéo gì đó. Cũng là một cái hiện vật của người ngoài hành tinh luôn. Lại cho anh đồ à? Biết
Thank you. Sao bữa nay mày không trộm đồ nữa, mày dễ thương dữ vậy. Cảm ơn nhá. Mình phải đi lên luôn rồi. Ờ đúng rồi. Chỗ này không có đường ra, mình phải kiểu bay thẳng lên luôn. Even know who you are. Marguerite made his Marguerite. Name. You're on my turf. Great. Can I come in and warm up? Goodbye. What part of go away do you not understand, Altera? I'm not with Altera. Đây rồi. I'm not with Altera. Có nghĩa là mình không phải cùng phe với Altera. Altera là một cái công ty mà đã một cái công ty rất là lớn nha, tập hợp của rất là nhiều công ty khác. Và mục đích của công ty này là để như kiểu là khám phá, đó là mục đích thể hiện ở ngoài thôi các bác ạ. Khám phá những cái hành tinh mới này, tìm hiểu thêm, tìm hiểu những cái khoáng sản gì đó các kiểu. Mình chỉ nói tóm tắt thôi. Nhưng mà cái mục đích sâu xa phía trong của cái công ty này thì khó ai mà biết được đâu. Không phải ai cũng biết đâu. Vào thử căn nhà xem này. Ui. Đẹp. Con robo của tôi nó giống như là chiếc Exciter ấy. Còn con robo của bà giống như chiếc gọi là gì nhỉ? Panigale. Customized Prosu. À chiếc này được độ rồi. Đúng rồi. Được độ rồi, nhìn căng thẳng quá. Xịn ghê. Nó không cho mở cái bảng điều khiển. Xem thử ha. Ái à. Hello. Hết hồn. Vãi. Hết hồn. Ôi. I told you to stay off my land. You trained that thing? Next time I'll let him tear you to ribbons, Altera. Hey, đừng. I'm not with Altera. I'm Robin Ayu. I'm looking for information about my sister Sam. I think you might have crossed paths. Bull crap. I suggest you take the time you need to come to your senses and then get off my sea base. If you're not Altera, why don't you disable that damn tracking satellite tower instead of barging into my sea base? Maybe once Altera's off my back, I'll remember something about your sister. There's some junk on that table that might help. I couldn't get it to work. Okay. Thôi bà có con thú cưng đặc biệt ghê nha. Bà nói tại sao mình lại không tắt cái tháp trên hòn đảo. Thực ra mình tắt được đéo đâu. Mình lên mình đứng mình soi một hồi sao mình đâu tắt được đâu. Hello, đừng cắn lên nha bé. Đừng cắn chị chứ, quên mất. Citrus Perimeter. New technology acquired. Úi dồi ôi, xịn à. Snowfox, úi dồi. Lại thêm một mô tô mới. Hay quá. Test Override Module. À. Test Override này, cái này có nghĩa là đây, Test Override Module. Cái này ấy, là chúng ta sẽ chế nó, xong chúng ta vác nó lên cái hòn đảo, vác nó lên cái tháp và dùng cái này. Ui ôi, thôi em ơi, bình tĩnh tự tin nha, anh đâu không làm gì đâu. Wow, damn, to dữ. Ui trời, bữa nhìn cũng khá là dễ thương, nhưng mà bộ ý là bộ lông dễ thương ấy, chứ còn quả mồm thì hơi ghê. Anh qua được không? Anh qua được không? Sao nó lại có cái tấm màu xanh kia nhở? Nó có tấm màu, cái tấm này quan trọng lắm nè, nhưng mà nó không cho mình lấy à. Rồi, chắc có lẽ là mình sẽ đi ra khỏi đây thôi.
không có gì nhiều trong này nữa. Hay nha. Là mình kiếm cũng được nhiều thứ phết đấy nè. Ui dưới này nhìn căng thẳng quá. PDA nè. Data box. Steel shoe. Ui. Oh, tăng linh. Nice. Ui, cái chỗ gì nhìn căng thẳng quá. Mình xuống được sâu vách trường, mình xuống được tận 700m. Rapper One Glass, cái cây nhìn ảo ghê. Để xí nha, tôi bắt mấy con cá này về đã. Lithium, con ruby. Đi xuống này à, bây giờ đi xuống này à. Căng thẳng chưa. Ổn vai. Ổn đi đây. Đẹp quá à. Torpedo. Torpedo này là các bác biết sao? Tay bắn tên lửa. Ồ oh. Nhớ rồi, tôi nhớ chỗ này rồi. Có nhiều thứ kinh lắm, dưới này có nhiều thứ kinh lắm. Đây là mấy cái viên thạch này. Đây lấy con tàu của mình đi xuống. Xuống đoạn nữa thử xem. Ui mình gần hết pin rồi. Còn có 40% à. Sakai của mình còn 40% pin. Không biết còn đi được lâu nữa. Có một con Leviathan ở đó dưới này. Chắc chắn là có rồi. Chỗ này mà không có thì phí quá. Quá to chứ kìa. Nó có mấy mét rồi. Trời ơi tôi xuống sâu lắm luôn đấy. 600m. Nghe rồi đó, tôi nghe con gì kêu rồi đó. Ôi 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 đi lên gấp đi về 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 từ trước khi về sửa tàu cái đã lên gấp chưa vô được chưa vô sâu trong kia được. Cái gì này? Jane Membrane. Ôi, không đi vào trong kia được rồi anh em ơi. Phải đợi khi mà chúng ta có nhiều đồ hơn thì may ra. Trời ơi. Hello. Ok. Rồi vào cất đồ á. Cuối cùng cũng về tàu ạ. My humans cope with the loss of memories. Like forgetting someone's birthday? I don't know, it just happens. When you die, some quantity of knowledge is lost forever to the next generation. Isn't that? I'm warning you, if you call humanity inefficient one more time, I will swim us both into the mouth of the Leviathan. Is that sarcasm? I am still having trouble differentiating. How inefficient? Efficiency aside, does the loss of knowledge not create complications? Well, on a personal level, losing someone can be traumatic. But it's harder to process the idea of generational knowledge. Humans aren't networked, so we can't even be aware of what we're losing moment by moment. We try to learn from history. Maybe it's not ideal, but it's what we have. What happens when you no longer have the memories of others to combine with your own? You make your own memories and interpretations. You have to experience life as an autonomous being. Discover yourself.
That idea is foreign to me. I am picking up the signature of an important item belonging to my people. Oh. I will share its location. Okay. Lại nữa hả? Lại thêm... Signal location uploaded to PDA. Đâu? Set artifact Z13 1070 m. Thực ra mà nói thì Alan là một cái loại người ngoài hành tinh mà có vẻ là rất là nhiều hiểu biết. Nhưng mà có nhiều hiểu biết tới chừng nào thì vẫn có rất là nhiều thứ Alan không biết các bác ạ. Mà những thứ đó đặc biệt là liên quan tới con người ấy, ông chả biết mẹ gì luôn. Wow, 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 wow. What the hell? Thấy cái gì bên này này? Oh. đang đi săn cá thì thấy các bác ạ. Đẹp quá vậy, nhìn nè. À, có một bow of an astronautical Soltrans Gov vessel nearby. Soltran vessel name Mercury 2. Mercury 2. Inoperative. Đây là con tàu Mercury 2. Mà trong mình có một bức ảnh cực kỳ đẹp của con tàu này, nó ở ngay nhà mình luôn. Nào vô đây được không? Ừ, vô được. Ok. Ok. Kéo con robot vô luôn. Có gì hot không mày à? Nhiều đấy, nhiều đồ đấy. What? Cái gì đây? Khoai tây Trung Quốc hả? Khoai tây tàu khựa. Cười. What the filter? Ui, cái máy lọc nước à? Được thực sự. Cái máy này lọc ra mấy cái chai mà uống mãi không hết luôn đấy. Rồi. Ê ơi. Chính là cái này, còn thiếu thêm một mảnh nữa. Một mảnh của cái cục này đâu đó nữa. Ủa gì đây? Alien containment. Cái bể cá ấy. Nó là cái bể cá. My instincts are never wrong. Chắc đây như kiểu là cái phòng chính ấy anh em ạ. Nè, đây là cái sảnh chính này. Đây là phòng điều khiển, chắc luôn. Ồ, đây rồi. Ồ. Có 3 viên rồi nhá. Now I just need to build the test override module, then I can disable that satellite tower. Oh. Ok. Vậy là mình phải tắt cái đài kia, tắt cái tháp kia. Có cái gì đặc biệt ở dưới này cần quét không? Đĩa nhạc hả? Được về ở đâu vậy ta? Đây. Ok. Kiếm được cực kỳ nhiều đồ trong này luôn. Và chúng ta kiếm được cái đây. À không phải, đâu rồi? Đây rồi, cái parallel này. Chúng ta có cái này. Chế được cái test override này, chạy lên cái tháp, tắt cái tháp đi. Nhiệm vụ tiếp theo của anh em mình đọc các bác. Ơ. Thêm con tàu nào nữa nè. Detecting stern of an astronautical Soltrans Gov vessel nearby. Vessel name Mercury 2. Oh. Inoperative. Hai khu vực luôn à? Uầy, cái chỗ này chắc từ từ đã anh em ạ. Chắc mình đi về cái đã. Xong lát nữa quay lại. Cái miếng tàu này mình lại quay lại sau. Nó cũng là của tàu Mercury 2. Nhưng mà đây là mệnh khác. Cái miếng đầu tiên nãy anh em mình xem là nó to lắm rồi nha. Miếng này còn cũng to ngang ngang miếng đấy nữa. Đây, bự phết đây. Rồi khoan nha. Khoan hẳn khám phá cái miếng này đã nha. Chạy về nhà cất đồ cái đã. Sau đó anh em ta quay lại đây. Ừ đúng rồi, lại đây, lại đây, đây. Như này. Mày này. Lựa đi chỗ khác không con. Oh, finally về nhà rồi. Mừng thế. Chuyến đi khám phá
đầy đồ luôn. Đây rồi, bình oxy to đây. Bao nhiêu nhỉ? Chắc 170 oxy luôn quá. 140, 50, 70, 200. 225. Rồi, ơi. Rồi lại còn mưa nữa. Wow, hôm nay nhiều việc thực sự. Lên đảo lâu lắm rồi mới lên lại đây. Hello. Tắt à? Chúng ta phải tắt cái tháp này à? Chắc là phải tắt nhỉ? Ok. Đây rồi. Back to the terminal. Xuống dưới. Có cái data này. Đợi xí nha. Ê, bị lệnh rồi. Enter the test mode. Do it. Please work. Lệnh phết à? Yes. Satellite is down. Yeah. Nó bị tắt rồi. That's good. Đợi tí nha các bác, tôi sưởi ấm xí nào. Lạnh quá. All right, Altera. You win this round. Come find me at my greenhouse. I'm about a kilometer east of your position up on an iceberg. I have a present for you. I'll come by if I have time. Sure, whatever. If you have time for me in your busy social calendar. Ok. Bà Marguerite có quà gì đó cho tôi. Quà giờ. Một cây số à? Bà Ma. Ơi. Lại đây. Bà Marguerite nói là bây giờ mình tới chỗ bà từ hướng hướng đông một cây số, mình đang chạy qua. Bà đang đứng trên một cái phiến băng nào đó. Sao chỗ này nó đỏ lè vậy? Dangerous weather approaching. Seek shelter. Wow. Tôi thấy cái gì đó. Đấy này. Gì đây? With this artifact, I am again able to trace the imprint of my people. They survived for a time, but then their presence becomes faint. Shit. Lại thêm một hiện vật nữa. Satellite. New technology acquired. Ion battery. Hypothermia imminent. Đây. Chết tổ. Ui lệnh các bác ơi. Ui mày quá. Sao xuống nước lại ấm hơn nhỉ? Suýt thì chết rồi. Ôi gì ấy? Ôi. Điện luôn ạ. You came within range of data that might help with the construction of a new storage medium. You must continue to investigate. Ok. Tôi vẫn tiếp tục đi khám phá mà. Wow. What is this? Lại một khu vực mới đây nè mày. Swim shot. Đi ra lấy robot đã.
Ngay ở giữa cái khu này luôn. Xin chào, anh đến này. Xem nào. Khách sạn à? Sao tự nhiên lại có khách sạn ở dưới này nhỉ? À, cái biểu tượng này nhìn quen nhỉ? Biểu tượng này như kiểu là đó là biểu tượng nào? Đây rồi. Chính là cái khu vực này. Vậy là chúng ta đã biết được 3 khu vực rồi. 1, 2, 3. Còn hai cái này hơi lạ nữa. Hello. Bức tranh. À, vending machine. VinFast à? What? Doctor Daniel Valentine. Valentine. Còn bên này là VinFast, người Việt. VinFast. Đây này là Doctor Valentine. À đây là nữ. Xinh đấy, xinh quá. Ui, có người Việt luôn. Được phết nhỉ. Giường FA, ok. Có một cái video ở đây. Danny's not here, I'm afraid. That's okay. It's you I wanted to see. What's that you're working on? Just a sketch for a piece I want to make. I'm slacking off. Don't tell the boss lady. I won't. It's beautiful. What is it? I'm doing a series inspired by bacteria. Mutant beauty. Life, death, risk. You know, that kind of thing. What's this one? It looks like crap, but oh. Vin, is this a mutation? It's just an art project. You know you're doing that thing with your neck, like when you're trying to bluff an alien intruder. Right, fine. Fine. I'm bad at lying. Are you mutating Kara bacterium? What? Like a frozen leviathan? Here? In this lab? Please, don't ask me any more questions. I don't think I need to. Oh. Ông Vin này, ông đang nghiên cứu về cái virus Kara. Cái loại virus mà nó có trong mấy cái con quái vật đấy. Virus lây nhiễm ở Subnautica bản cũ ấy. Nghe cái tên Kara cái là tôi bị bất ngờ liền luôn. Này, phòng của ông Vin này. Đấy, chúng ta vừa lấy cái bức ảnh có hình con virus Kara gì này. Rồi để mình khám phá nốt chỗ này luôn nha. Đây có một phòng to chưa nè. Để qua cái phòng này trước đi. Nhiều đấy, nhiều đấy. Counter. Investigation notes. Omega Lab was first breached by heavy impact, perhaps from a sea track modified with some sort of battering implement. A localized explosive charge was then released and detonated from a distance. Control lab room. Equipment was damaged to the point of inoperability. Không có ai bị thương. All live specimens were destroyed. No personnel was injured. Okay. Samples have been collected for analysis to determine whether any bacteria escaped. It is, however, unlikely. The heat of the charge should have boiled everything within a 10-meter radius. Một cái bản báo cáo điều tra vừa cho chúng ta biết có một con tàu sea truck nó đâm vào cái khu vực này. Và người ta vẫn chưa biết được là những cái mẫu virus trong cái trạm nghiên cứu này có bị thoát ra ngoài hay không. Nhưng mà tỷ lệ cao là không. Bởi vì sức nóng từ cái vụ nổ có thể là nó thiêu đốt hết mọi thứ. Hy vọng là vậy. Nhưng mà theo những gì mình biết thì virus Kara cuối cùng cũng bị lan ra ngoài, sau đó tiêu diệt hết hành tinh như vậy. Xúc nào thì cả bản gốc đấy. Đấy, bị nhiễm hết luôn. Cả tôi cũng bị nhiễm luôn. Phòng lớn này, phòng này bị nổ này. Nuclear waste. Ủa, nhiều pin vậy. Bị nổ cháy đen thui hết luôn. Xuống này còn gì nữa không?
xuống cái tôi đi xuống nãy giờ luôn. Đi xuống hết cỡ luôn. 300 mấy mét luôn rồi. Úi. Dưới kia có gì không vậy? Ôi. I strongly sense my people's technology nearby. Damn. A body component is near. Whoa. What is this? Ôi. Chúng này đẹp phải trưởng các bác ạ. Một khu vực cực kỳ lạ luôn. Nó nằm dưới này hả? Hay vậy? Mấy cái hoa này nhìn quen cực. Thôi được rồi. Chưa này mà. Chúng ta chưa khám phá chỗ này. Tập sau các nhà các bác. Oh yeah. Mình nhảy xuống độ sâu 400 mấy mét. Cái mình vô cái khu vực nào luôn. Lên nha anh em. Ôi hay vãi. Hôm nay lại thêm một ngày tìm kiếm cực kỳ nhiều bí ẩn luôn. Lại khám phá thêm được một đống nữa. Cái game này nó không bao giờ làm tôi hết ngạc nhiên luôn đấy. Damn. Đó là lý do mà tại sao tôi cực kỳ thích những tựa game sinh tồn phiêu lưu anh em ạ. 2 năm, 3, 4 năm trôi qua rồi mà tựa game này nó vẫn như vậy. Nó vẫn đem lại cho tôi một cái cảm giác như vậy. Mà nghĩ lại mình không còn nhiều thời gian để chơi Subnautica nữa, cảm thấy buồn này nè. Ai mà lại muốn phá hủy cái trạm nghiên cứu đấy nhở? Cái trạm nghiên cứu Omega mà nãy chúng ta vừa đi qua ấy, nó bị một con Citrus bắn một phát mũi tên, không phải mũi tên, bắn một phát tên lửa đâm thẳng vào cái trạm nghiên cứu để nổ tung luôn. Ai mà lại làm vậy nhở? Bây giờ các bác xem Subnautica của tôi không giống hồi trước mình xem, anh em mình, các bác xem video của tôi chưa hiểu quá nhiều cốt truyện. Nhưng mà đây là lần cuối cùng tôi chơi Subnautica nên là tôi sẽ làm hết sức để cho anh em hiểu được cốt truyện của tựa game này. Đó là cái mục đích của tôi làm ra cái kênh này các bác ạ. Chơi như thế nào đó cho người xem hiểu, chứ không phải là chỉ là xem qua cho vui, xem phiêu lưu như vậy cho vui, khám phá những cái mới không. Chúng ta hiểu cốt truyện thì chúng ta mới biết được cái hay của cái tựa game đấy. Được rồi, hôm nay như vậy là đúng rồi. Đừng có cắn nha. Bố giật điện ấy, nhìn này. Tập sau anh em ta quay trở lại tìm hiểu tiếp câu chuyện, khám phá nốt cái vùng đất ở phía dưới. Và tập sau luôn anh em mình sẽ xây dựng một đống. Ôi, mày bước lại đấy. Hãy bước lại đây. Ôi mình đánh hơi sớm rồi. Thôi chạy luôn. Tập sau anh em ta xây một đống luôn. Xây rất là nhiều luôn. Về nhà rồi. Được rồi à, cảm ơn anh em rất là nhiều đã xem mình chơi tập 4 của series Subnautica Below Zero. Hẹn gặp lại anh em ở tập 5. Sẽ ra mắt sớm thôi trên kênh của mình. Hẹn gặp lại ở những cuộc phiêu lưu tiếp theo, những lần khám phá những bí ẩn. Và nếu anh em thích cái tựa game này, đấm vỡ luôn lại. Hẹn gặp lại trong tập tiếp theo. Bây giờ thì mình sẽ xin chào tạm biệt và...